Ở đây nhưng mà trong trong cái vô vi á, phụ chức thân ra rất là nhiều người được, nhiều người đã từng thấy, thì lúc đó cái chân thần của sư phụ á có thể giúp được được. Đang ngồi đây á, mà sợ lúc tôi đi gần sao mà tìm được sư phụ. Tên sư phụ là Thiên Đức Kiệt Tử Quân, kêu cha kêu mẹ. Hello, nhớ tên cha, nhớ tên mẹ, nhớ tên sư phụ Thiên Đức Kiệt Lăng Tình, rồi biết nhớ Ai Di Đà Phật nữa. Ngày qua cái đệ tử ở Kansas sát bị trúng nhảy đâu ta. Mấy ông bác ông có giúp không? Có. Phải không? Tội nghiệp. Mấy người chống bùi chống ngại á, là có thể chết, chết sớm. Có phải không? Cái đệ tử đi hai chồng với thằng trai rồi. Ta ở đây trên núi, ở đây trên điện mẫu. Phải không là chở không? Mấy cái người mà chơi bùa chơi ngải chết rồi cái hồn đi vào đâu sư phụ? Nó quỷ mà, nó bị đỏ. Nó cũng y giống như dân chơi xăm mình bán xì ke ma tí giết người rồi á. Thì nó ở tù 18 năm thì nó bung ra nó cũng là người. Còn này nó chơi cái đó thì nó xuống địa ngục mấy tỷ năm, lên trần gian, lên thế gian làm mấy chuyện bề bạ rồi xuống dưới ở mấy tỷ năm mà thả lên lại, rồi nó làm bùa làm ngải tiếp. Nó cũng y dân chơi ngoài đường vậy đó. Họ là quỷ mà, họ đâu có biết sợ là gì. Vì có ai là thầy bùa thầy ngải mà thành tiên đâu, thành thần đâu. Còn là con cháu hậu sự để lại biết bao nhiêu quả báo, con cháu lãnh hết. Mang họ lên núi giống như hôm qua mấy người đó bị á, nhưng mà họ hên á, họ còn mang xác qua đây. Có nhiều người đâu có lên máy bay nổi. Đứng gần phải mình hút cái âm của nó vô, không phải là hút nhưng mà đứng gần con khó chịu đó. Trong con người mình nó có hào quang, người nào bị trượt bị âm khí nặng quá đó, mình đến gần mình chịu quá nổi, cũng y như giờ. Còn tới gần mấy hôm nét con ngửi nó nổi không? Cũng y vậy á. Nhớ bữa mình đi tàu là mấy con là phụ nữ, lúc đó có sư phụ với bác á. Bữa thứ nhì có mấy đứa kia có Trình với Mai rồi. Bây giờ hồi đi vô restroom nam thấy có thằng homeless tội lắm. Cái restroom của nam á, nó sẽ mở cửa từ giống như 8 giờ sáng tới 7 giờ chiều thôi. Vậy mà anh vô cái restroom bự anh đóng cửa lại, anh ở trong đó mà anh ở từ sáng tới chiều. Tại vì lúc mà hồi vừa vô ảnh quá trời hôi. Mà sư phụ cũng rất là thể tâm niệm Phật cho ảnh rồi, mỹ trắng. Rồi sau đó mình đi tàu chừng 3-4 tiếng trở về ảnh cũng nằm ở trong đó. Có nghĩa là ý mình nói ở chỗ này mấy con nên hiểu. Cái giang sơn của họ được mấy tiếng đồng hồ trong cái nhà cầu công cộng.
con hết một cuộc đời tội nghiệp không? Còn mấy đứa con lên đây gặp sư phụ, có cha có mẹ, rồi lên đỉnh núi có ăn uống, có anh chị em đầy đủ, con còn thấy có phước, có phước đại phước. Trời ơi, phụ về á, nhờ đăng đêm cho phụ ngồi thiền á, chảy nước mắt á. Thằng homeless, sư phụ chịu không có nổi cái mùi đó, phụ bước ra liền, nhịn về tới hãng luôn. Nhưng mà tội nghiệp đó, gặp những người khác như thế nào, những người mà hát vô là đuổi nó ra, đúng không? Để mình lấy cái lợi của mình, nhưng mà không có làm vậy, còn lại tội nghiệp họ. Bồ Tát sống trong mắt sư phụ, người homeless hay là một người nghèo khổ nhất, hay là một người giàu nhất đang hung dữ, hay là một đảng viên đang hạ dân bán nước, cũng đều là con ông trời hết, sư phụ cũng đều thương hết, giống nhau, không có phân biệt. Hay đó sư phụ. Mà tại vì nó quá hôi đi, cho nên cái ấn tượng nó vô đầu tới ngày bây giờ sư phụ cũng còn nhớ đó. Cái mùi của nó sư phụ chịu không có nổi luôn á. Trời ơi, nó nức nồng mà rất là khủng khiếp. Thì con chút bắt lên á, con hỏi ổng coi có không. Ổng còn bịt lỗ mũi, sư phụ vô là sư phụ bước ra liền lập tức. Ở cái đó phòng nam, mà nó vô trọng nó đóng cửa, mà nó ở từ sáng tới chiều trọng. Nghĩa là gì? Không phải tưởng tượng nha. Nó canh những cái giờ mà mở cửa thì nó vô đó để nó nằm ngủ, hay nó được có một cái che ấm cúng. Đó là thói lệch mà. Nhưng mà bình thường nó nằm ngoài kia còn thê thảm hơn nữa. Vừa nóng mà vừa ấy, cái dùng chỗ đậu tạo đâu có bóng cây gì nhiều đâu. Nó đâu có chỗ đâu nó nứt. Thế tội cũng là một chút xanh. Cái nghiệp đó con, nó cũng là một chư thiên, nó cũng là một người ăn học giỏi, nó cũng là một người có tài trí, và một thời oanh liệt. Bất cứ chúng ta trong thế gian này, ai cũng có một cái khoảng khắc oanh liệt, ai cũng có một khoảng khắc sức khỏe rất là sung mãn, rất là mạnh. Có thể tưởng tượng là mình cào nguyên cái núi này xuống luôn nha, mạnh như cỡ Thái gì đó à. Nhưng mà đến lúc mà cái bệnh mà nó trở chứng một cái, Thái này leo lên điện mẫu leo không nổi, đừng nói chuyện đứng nghiêng nghiêng chỗ đó à, con phải giữ gìn sức khỏe. Ngày xưa lúc mà sư phụ còn nghèo á, sư phụ bất cần thân thể, không biết báo và Mercury News mà ở vùng này xưa nó không phải internet, nó bỏ báo bằng cọc về chủ nhật á, 50 nhà là 50 bó, 50 bó là hồi xưa Mercury News á, nó có cái lỗ bịt dưới là giống như là cái vỏ sách mà bự khổng lồ nha. Con bỏ ra chừng nào bự, gọi làm sao bự thì nó cân bằng vậy. Nhưng mà lúc đó sư phụ 13-14 tuổi, cái xương sư phụ còn rất là nhỏ, mình không có biết, mà Mỹ lúc đó nó chưa có biết. Rồi chạy với xe đạp, mà loại xe đạp cái bánh khoảng lớn nè, là cứ thế mà dục, mà cái tờ báo nó nặng quá. Bây giờ mình cân lại tờ báo nó trên 5 pound á, mỗi một tờ đó. Thì con tưởng tượng 50 pound, 100 pound với một thằng nhỏ 14 tuổi thời xưa mà làm như vậy liên tục 3-4 năm trời, mỗi buổi sáng sớm. Đến khi mà cái spy nó bị jam đi, jam tức là cái này nè, số 4 hay cái số 5, thì từ đó thì cơ trời mới lộ ra. Thì sư phụ bị xỉu vô nhà thương, thì tất cả thay đổi cuộc đời hết. Thì lúc đó mình mới hiểu là vì chúng sanh, sư phụ lãnh cái nghiệp của chúng sanh, cái tờ báo là cũng cái nghiệp của chúng sanh. Rồi từ đó ở trên nó mới cho sư phụ có những cái thần thông vô cha mẹ. Rồi lúc mà sư phụ đang Surrey đó, cái thằng bác sĩ mà loại bác sĩ rất là cực kỳ siêu của vùng này, sư phụ quen với nhỏ bạn bác sĩ, nó hẹn một tháng trời mới gặp. Còn nếu mà bác sĩ khác là có thể là mình bị liệt hay là bị gì phải không, mà may là hôm nay nó bình thường. Thì lúc đó mà làm sao không biết, mà một trong những cái mạch máu nó bị đứt. Lúc đó mẹ đứng cái bên, Phật mẫu đứng cái bên, mẹ mới lấy con tóc của mẹ đó, tóc tiên của mẹ đó, mẹ nói cái mạch máu lại. Cho nên bây giờ trong cổ sư phụ có cọng tóc của mẹ. Mẹ nói, tại vì sau khi câu chuyện rồi, đến ngày hôm nay mười mấy chục năm sau ở trên mới nói, ngày mà con mổ là
nó chết rồi, tức là đứt mạch máu là chết. Mà con sống được là nhờ cộng tóc tiên, gọi là tóc tiên. Thì trong 513 câu thụ mới nói là thai hồn đổi xác. Trong cuộc đời của mình lớn lên, mình ăn mặn, rồi mình lên sư phụ hồi xưa hay kho cá rồi rô rồi cá làm ruộng mà có cũng sát sanh vậy, nghĩa là nhiều trượt trong người lắm, nó không có còn tinh khiết như là một Bồ Tát sống, nó là như gần lai như người đời rồi. Cũng giống như là con của tỷ phú mà bây giờ con hành homeless thì đó là ghét, thì con cũng quen với homeless, quen với mùi homeless, đưa con bộ đồ vest con đâu có chịu nổi. Nhưng mà đến lúc đó mình phải thay đổi, gọi là thay hồn đổi xác, thì nguyên cái máu trong cơ thể cũng thay luôn. Thì từ đó nó mới bắt đầu mới có cái lực vô, mới có bảy dòng hào quang như bây giờ, bắt đầu mới trị bệnh được ta. Tất cả chúng ta trong cơ thể mình đều có DNA. Tại nãy mình đang nói chuyện buồn ngại, buồn ngại nó thư ém cũng là do cái DNA. Các con đừng bao giờ để cho ai có cái tóc của mình, đừng bao giờ để cho ai có cái móng tay của mình, đừng bao giờ cái quần kẻ thì cũng không sao, đừng bao giờ để cho những người mà con biết là đa nghi đừng đụng tới thân thể của mình. Tại vì buồn ngãi nó nhiều cái nó ngộ đó, thì mấy cái đó là đại kỵ nhất. Cái DNA mình gọi là DNA của phàm trần, còn DNA của chư thiên nó có cái DNA nữa, là hàng cao hơn, thì nó mới thành ra một cái chuyện gọi là lạ hơn người ta. Không dám nói nhiều, người ta nói mình ngã mày. Thì qua cái cuộc giải phẫu đó mình mới biết trong cái cổ thì vừa có con cọng tóc của mẹ đó. Có một lần thôi cũng là bỏ báo, có một lần vừa hình như bỏ báo xong hết mấy tờ báo, cái thầy phụ lái xe đạp mặn nít mà ở trong cái khu Senti ở đường Story á, nó kêu là Monti Senti á, với McLaughlin nó ngay chỗ Dynasty, còn đi vô nó có khu gọi là low income, nhà nghèo. Thì họ ở trong khu đó nó bị một đống mấy thằng mễ nó chặn đi ba te chứ, kìa đó đi ba te, nhớ đi ba te chạy em kịp quýnh quýnh trời, nó đá vô mặt này sực nó mũi hết, cái thù cứ bò mà bò vô nhà này gõ cửa rồi kêu để mình trốn. Mà lúc đó mấy người Việt Nam chết nhát lắm, không có cho mình vô, thấy mễ là sợ à, để cho mình bị quýnh rồi cứ để bị quýnh. Thì bò qua nhà này bò nhà kia, họ nhòm cửa sổ họ cũng không dám mở nữa. À, người Việt Nam mình ngộ lắm, cái thù bị nó đá quá trời, nó đá để nó giết. Hồi xưa giết người rất là khó mà track ra được, nó không có giống như bây giờ lấy máu là thử. Hồi xưa lấy dấu tay không à, con hiểu không? Không có dấu tay là xong á. Mà mấy mễ nó giết người mình dục rác đi chơi, ngày nào cũng có người Việt chết dục rác. Hồi xưa năm 80 bảy mấy mà. Vô bị đá học máu luôn vậy. Cái lúc đó cái trên mẹ thấy con mình xuống trần bị quýnh quá. Cái Phật mẫu con thấy cái áo khoác không? Áo lông bào của mẹ đó. Rồi cái mẹ phủ lên. Cái sau này cái mẹ mới kể lại lúc đó con bị cái đó, nếu mà mẹ không thấy cái áo của mẹ che thân đó là nó quýnh con chết rồi, cho quỷ nó ghê lắm, con của trời xuống đây nó bị nhiều nạn đó. Cái tâm quỷ á, mà bây giờ mình mới biết á, mình hiểu về tâm linh nhiều á, thật sự cũng không phải lỗi của mấy thằng mễ đó, mà thiên ma đó nó nhập vô thằng đó để mà nó dùng cái để mà nó hại mình. Ôi đang vui cái kể mấy chuyện này cái đứa kể chuyện cũ không nó buồn, kể chuyện xưa hồi phụ khóc. Hiểu gì?
mình sống hai thế giới, trên và dưới. Ở trên không có gì buồn, trên thiên đình không có gì buồn hết nha con. Trên trển nhìn xuống dưới trần này mới là buồn, là tại vì mình phải đi tối ngày mình lo gì, lo cái ăn với cái mặc với cái chỗ ở, ba thứ.